cho anh em nhé. Em tiếp tục kiểm tra cái sản phẩm đây, LH600 để gửi cho anh Hải ở Hà Nam. Đó, thì ở đây anh Hải ơi, đây là cái sản phẩm em sẽ gửi cho anh vì anh Hải cũng yêu cầu em phải quay video. Đó, đây. Đây là mặt trước của sản phẩm. Và đây là bên trong bộ máy. Đó. Thì là sản phẩm bên em đã nói là đẹp để gửi đi thì anh em cứ yên tâm. Đây, toàn bộ tụ đẹp, không phồng phiếu gì. Đó. Nguồn. Đây là máy cũng xuất. Đấy, anh em có thể nhìn thấy. Ok anh nhé, đảm bảo được là sản phẩm luôn luôn chạy ổn định. Anh đây nhá, đảm bảo được sản phẩm đã mọi thứ đều chạy ok. Bởi vì là em đã test và một lúc sau cái quạt nó mới chạy thì chức năng của quạt và chức năng của đầy còn chạy rất là tốt và ổn định. Ok, bây giờ em sẽ gửi sản phẩm này đi cho anh Hải nhá. Thế còn đây là cái sản phẩm gửi đi cho Huỳnh Huy Hải. Cả hai anh này cùng một cái tên. Đó. Hôm nay em lại có duyên để cùng gửi cho cả hai anh cùng tên là Hải. Thì một cái chiếc súp 3G này em đã đóng gói đây. Và đây là hàng em đã đóng gói cho anh. Và đã được nhét bông biếc rất là cẩn thận ở trong rồi. Hy vọng là sản phẩm này đến tay anh nó sẽ không bị hỏng và không bị vỡ. Rồi ok, trân trọng cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video clip này. Giờ thì hẹn gặp lại mọi người trong cái clip sau. Em sẽ đóng gói cái sản phẩm này để gửi đi.